Trên diện tích hơn 3 sào đất của gia đình, ông Nguyễn Hữu Lương canh tác chủ yếu rau màu, trong đó ông kết hợp phân vi sinh và hóa học để chăm sóc cây trồng. Với diện tích này, mỗi tháng ông đầu tư khoảng 5 tạ phân. Nếu như giá phân bón năm 2022 thì chi phí khoảng 5,5 triệu đồng. Nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, giá phân bón giảm nên ông tiết kiệm được hơn 500.000 đồng mỗi tháng. Diện tích trên vườn nhà mình nó rơi vào khoảng cỡ 3 sào. Cây trồng thì chủ yếu là mình trồng dưa leo, những cây dài ngày, ví dụ như là hành, dưa leo này. Tất cả các loại vi sinh hữu cơ cũng như là phân hóa học thì nói chung là năm nay nó có giảm nhẹ hơn một chút. Cũng làm cho người nông dân mình đây thì cũng dễ thở hơn một chút về cái đầu tư. Theo ghi nhận từ thị trường, giá phân bón trong nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đang có chiều hướng giảm đáng kể. Theo đó, giá phân bón giảm 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng một tấn, tùy chủng loại so với đầu năm 2023, dao động từ 11,7 triệu đồng đến 16,9 triệu đồng một tấn. Cụ thể đối với phân bón NPK Phú Mỹ và NPK Việt Nhật, sau khi giảm 1,8 triệu đồng một tấn, lần lượt có giá 16,9 triệu đồng một tấn và 16,7 triệu đồng một tấn. Còn với mức giảm 1,6 triệu đồng một tấn, giá phân bón NPK Cà Mau có giá bán 15,7 triệu đồng một tấn. Trong khi đó, từ đầu năm 2023, giá các loại phân bón trong nước liên tục giảm mạnh, đặc biệt là phân ure, kali và SA giảm đến 30% đến 40%, và đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Nhà tôi thì 2 hectare, vừa bón phân được đợt đầu này, đợt đầu là có cả đợt đầu đợt cuối thì 22 tấn, là 2 hectare thu được có 4 tấn đến 5 tấn nhân. Nói chung là bà con chúng tôi thì cũng rất mong để làm để phát triển phân, nên là so với là năm nay đấy mình cũng giảm hơn phân đầu tư mình so với là mỗi năm ngoái, năm nay thì giảm hơn có ít, giảm ít do nói chung là giá cà phê cũng lên giá, nhưng mà phân mình không đầu tư như năm ngoái nó cao quá để nó giảm bớt đi. Bây giờ phân bón nó đa năng và hàng nó cũng phải đúng tiêu chuẩn. Giờ rồi là quản lý thị trường vô kiểm tra đỡ chi đỡ sàng lọc những cái phân bón giá đạm Phú Mỹ thì so với giá năm nay thì rớt một nửa, rớt hẳn một nửa, năm ngoái 900 năm nay là 500, thì rồi còn SA kali rồi nó cũng giảm hết nữa. Nên mà nói chung ra bà con năm nay thì cái phần dở thở hơn năm ngoái. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, một trong những nguyên nhân khiến cho giá các loại phân bón liên tục giảm mạnh là thị trường Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa trở lại và dỡ bỏ các quy định hạn chế xuất khẩu 29 loại phân bón, khiến nguồn cung phân bón trên thị trường thế giới trở nên dồi dào, không còn tình trạng khan hiếm cục bộ như trước. Điều này giúp nông dân tích cực sản xuất trở lại sau quãng thời gian giá phân bón tăng cao.